chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình có mặt tại post để đọc hộp quà cho Tiết. Ủa tự nhiên cái mình có mặt tại post để đọc quà cho Tiết là hôm nay là một ngày mà thật sự rất là vui với vợ chồng mình. Nhờ chắc là phải chị Tinh Thi á dụ dỗ mình mới có được chiếc xe này nè. Dụ dữ lắm á, chứ lúc đầu đâu có mua đâu. Phải làm sao mà hả, đi lại đây đặt cọc luôn. Rồi giờ đi về đi qua đây đước chiếc xe về luôn. Thì hai vợ chồng mình cảm ơn chị đã cảm ơn chị Thi với lại cảm ơn chị Thi với lại nhãn hàng là đã nói chung là phục vụ rất là tốt. Nói chung là cái này không quảng cáo, tại vì là mình là trải nghiệm thật sự thì mình nói thật sự. Thì cái này là mọi người thật sự rất là gọi là tận tình, giống như là cần hỏi vì về chiếc xe hay là bất cứ thông tin gì á, mọi người đều sẵn sàng và kiểu gọi là trả lời á, rất là kiểu nhiệt tình á, là cái gì cũng giúp đỡ hết. Cho nên là ai mà xem video này thì nếu mà bạn đó có nhu cầu mua xe thì tới liên hệ chị Thi. Chị Thi trong post. Chị đó sẽ rất là thương mình thêm nữa. Đó thì nói chung là khi mà mua được chiếc xe vậy thì post đã tặng cho vợ chồng mình một chiếc xe nhỏ nữa để cho bé Tiết. Đó thì quà cho bé Tiết thì chắc là chiếc xe này nó chung màu với chiếc xe của mình luôn. Thì bây giờ chắc mình sẽ ngồi ở đây rồi mình đập hộp luôn. Khui luôn. Mình sẽ không động đậy tại vì mình mặc váy á mọi người, cho nên mình sẽ ngồi yên. Ủa? Xe màu đỏ vậy? Ủa? Yeah. Chị Thi ơi! Xe màu đỏ chị Thi. Giận. Giận. À, màu đỏ cũng được nè. Tôi rút lại. Nói chơi chứ mọi người, xe màu đỏ cũng đẹp nữa. Màu đỏ là cái màu mà gọi là nó nổi, tại con nít mà nên chơi màu sáng sáng xíu nó sẽ hợp hơn. Này mốt đua xe với bà. Này chưa lắp cái vô lăng vô. Trời ơi cái này hả, đúng dễ lắp luôn, ai nói khó vậy. Lát cái vô lăng giờ sống. Đây nè, nó là như vậy nè mọi người. Cái công đậy mà lát cái xe nó khó lắm mọi người. Nó khó. Đây thì gắn cái vô lăng giờ sống. Mình ủa. Ủa cái gì vậy anh? Cái gì vậy? Trời ơi cái này hả, đúng dễ lát luôn, ai nói khó vậy. Lỗi tại vợ chồng tôi. Thì xin lỗi mọi người. Thì đây là lỗi kỹ thuật. Thì tôi sống bên Chợ Lớn thì tôi cứ tưởng là hàng sẽ giống như vậy, là chỉ cần cắn vô cái là được. Hàng Đức rồi. Hàng Đức đó là nó là có ốc để bắt vô luôn. Tôi không có biết. Đó thì ở đây lỗi kỹ thuật nên là bây giờ là đã có rồi nè. Giờ anh để xuống đi. Anh để xuống. Đó thì đây là một món quà. Món quà thứ hai là cái chìa khóa. Đây là bên hãng là đã chuẩn bị một cái ốp chìa khóa. Thì cái ốp này là nhãn hàng đã sơn màu giống cái chiếc xe của mình luôn. Đó. Thì rất là dễ thương. Một cái bóng, một cái nhám. Đó. Cái này để sơ cua. Ở nhà nha, tôi mà thấy ví dụ mà hai cái mất là tôi hiểu rồi đó mọi người. Hồi nãy là mọi người cũng thấy là cái background đồ này nọ là một mình ở bên nhãn hàng là đã suy nghĩ ra và decor cho tụi mình. Giống như nó theo một cái concept nó thích hợp. À, cái hình hai vợ chồng tụi tôi đó. Nhìn như đi sự kiện vậy. Đó, với lại một bó hoa rất là đẹp. Chao ơi. Đây, mọi người thấy tôi không? Nope. Cái bó hoa là nó to hơn em muốn chị Thi. Thì hoa này hoa gì chị? Như là hoa này lão là lần đầu tiên cho thấy luôn á. Bên nhãn hàng đã chuẩn bị một cái một bó hoa rất là kiểu đặc biệt á. Thì nó rất to nè, thấy không? Đó thì chắc là bây giờ vợ chồng mình sẽ mở chiếc xe ra và nhìn á, và kiểu nói chung là tò mò quá. Nói chung là tại vì á, từ lúc mà Trôi đợi xe nhập về tới giờ á, là Trôi không có mở cửa bên trong ra để Trôi coi. Toàn là ông này không à. Đợi tại vì chắc 6 tháng rồi. Trôi đợi tới cái ngày mà Trôi được nhận chiếc xe và chiếc xe là của vợ chồng mình á, thì tụi mình mới coi. Đó thì chắc là bây giờ là sẽ mở bên trong và coi thử bên trong nó như thế nào. Đây thì là tôi đã ngồi vô trong đây rồi. Chị sẽ cảm nhận đi bạn, thấy sao? Giờ tôi biết chia sẻ đầu tiên của mình. Chia sẻ đầu tiên là cười. Chia sẻ đầu tiên là cười, nói chung là cảm thấy rất là vui. Nói chung là ê giống như á, kiểu lần đầu tiên nhìn được chiếc xe vậy á, thích quá.
Không phải lần đầu tiên nhìn được chiếc xe mà gọi là lần đầu tiên được xài chiếc xe của chính mình. Nói chung là giờ vui quá, vậy cũng không biết nói gì với mọi người hết trơn á. Thì nói chung là xe này á là theo tại vì Choi và Tâm á là họ phong thủy là màu đen, thì cho nên là hai đứa là đã lựa bên ngoài đã màu đen rồi, mà tự nhiên cái đâu trùng hợp một cái là chị Thi đã nói là sẽ có một sắp có một chiếc xe đang về là nội thất bên trong sẽ màu đen luôn. Thì tại vì á là Choi đang suy nghĩ á là mai mốt bé Tết lớn lên á thì kiểu nhiều khi con nít mà mọi người nó sẽ đạp á, đạp lên ghế, đứng lên ghế, cho nên nó sẽ bị dơ, cho nên là cho né cái trường hợp là sẽ lựa cái ghế màu sáng thì nó sẽ dễ bị dơ, nó khó lau chùi đó. Thì nói chung là tự nhiên đâu á hợp được một chiếc là ở ngoài màu đen, bên trong nội thất màu đen luôn, mặc dù là nó hơi hơi tối. Nếu mà nói về độ xe thể thao á thì mình nên chơi màu nổi, nhưng mà Choi không thích màu nổi, Choi là thích kiểu như nó êm đềm giống như vậy hơn, thì nhìn nó sẽ, nếu mà mình thích màu đỏ nổi thì bây giờ phương pháp dán đề can đúng không ạ, mình nhìn nó sẽ gọi là ta sang, giống như là mình mặc cái phong cách nào hay như thế nào mình cũng sẽ vô được chiếc xe đó. Thì theo Choi nghĩ Choi đang lựa chọn một phương pháp an toàn đó, thì Choi không thích sôi nổi. Nói chung là chắc là sẽ ngừng chia sẻ và cảm nhận chiếc xe một xíu. Many, many minutes later. Chắc là Choi và Tâm sẽ kết thúc cái video này tại đây. Giờ thì... nôn quá rồi, giờ nôn chạy quá rồi. Đê, thì nói chung là giờ Choi với Tâm phải đi về, cho nên là sẽ kết thúc video tại đây. Thì mong là mấy bạn sẽ thích cái video này. Giờ nôn quá hết biết nói gì rồi. Các bạn ủng hộ cho mình ở những video tiếp theo. Mọi người nhớ like, subscribe. Nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất từ YouTube. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye. Đi về đây. Bye bye.